Chào bà con ha, hiện tại giờ mình xuống dưới Vĩnh Lợi Bạc Liêu cho anh Duy phải không? Đó anh Duy anh đổ lại này lần hai nha bà con. Thấy lần đầu thấy sao anh Duy? Thấy cũng đạt rồi. Dạ, vậy là thấy đạt rồi mới đổ lại nó phải không? Dạ. Thêm nữa phải không? Rồi gì bữa nay đem đổ nha. Nuôi này có khó khăn gì không? Em nuôi theo anh mình cái gì? Dạ hả? Cái đại. Ừ, nó đi làm bình thường chứ có gì đâu. Nó chặt hai tờ chuối lên đây. Không sao đâu, cái này được rồi mà anh Duy cũng dặn ảnh mà một tuần hạ ra là ảnh hạ ra là chứ này là ngon lành lắm, được rồi ngon lành lắm rồi con. Được rồi của anh ngon lắm. Thật tức là dặn sao là anh làm y vậy đó. Là sẽ thành công chứ không có gì đó. Còn cái để... này cao quá sao thả trời. Hả? Cái này cao quá sao thả. Đúng như đó. Này chắc kiếm cây đứng dưới quá. Đủ cái này xuống chút nè. Ừ. Nhưng mà cho anh đâu còn đứng xuống nữa. Cái này đẹp. Là Duyên cũng làm bèo của anh Duy cũng tốt lắm nha bà con. Bèo này là chỉ làm là ngon lành luôn á. Mắc dớt lên bỏ luôn. Này con Duy hai anh thả 2 ngàn. Cái này còn Duy anh thả đây. Cho anh thêm 2 ngàn. Vẫn trống thả. À, nó bít chân anh. Những gì mà chỉ anh thì làm y vậy đi. Là cái thằng cha của anh chỉ luôn đó. Ừ, cứ bỏ đại chủ yếu nước ra nó vô là ấy à. Là nó sống về cái bèo này. Bèo này nữa một thì dớp lên cho còn nó dớp liền xuống cho nó ăn. Cái thứ hai nó chụp cỏ ra chừng 5 tấc chiều dài dùng 1 mé thôi. Rồi mà nhớ chơi xịt nên là xịt ngay nước cái rong đó nha. Nước nhiều á. À, mình cho nó vô cho nó nhiều rằng nó không có bị dơ nước là ăn ốc sẽ ngon thôi chứ đâu có gì đâu. Thì cái kỹ thuật của em đây chỉ cho anh là chỉ hết nó là đơn giản lắm mà làm cầu kỳ quá là cái chừng mệt với nó đó. Ê, bỏ y như anh. Ừ đó bỏ y để hồi nó đắng dịch coi. Mà cái này nó ra nước ngoài nhiều hơn. Nó ra ngoài hả? Ra ngoài. Chỉ nó bự rồi. Với cái hầm này lớn 10 ngàn con thì hổm chứ nhê gì đó. Hai đứa có hao học cho anh đi 2 ngàn. Hả? Cái này em mới làm về cái tối nữa đó. Gì hả? Đi cha nhau. Qua tính về tăng không tăng ca về. Không ngờ tăng ca luôn. Bỏ đây cái lên quay nữa nó đẻ không hay. Này từng mình hạ ra anh Duy. Dạ. Là có gì là em sẽ bảo hành anh trong từng này luôn. Có gì là em chịu trách nhiệm hết. Nhưng mà từng nha, nhớ là con thường dặn từng là con để đi một từng để nha, lại hạ đi ha. Mà con đừng để lố nữa rồi là nó sẽ có vấn đề vậy. Rồi biết bắt phải chịu nó là không có sự nghiệp nha. Trời con này bình thường này nó mạnh nóng lạnh luôn chứ. Cái này nó bò lên đây nó hết phòng. Có một số bà con là dặn từng để 1 tháng. Ừ. Tháng mà hạ luôn hả? Ừ. Không mình thấy 1 tầng cái là nó ăn hết bè ba cái bè nè. Bình là ta 1 tầng này đâu chứ ông để luôn trong đây cho nó tiết cáp nè. Hạ ra nó cũng y trong bụng thôi. Mình thấy giống như vậy. Đi, so với mấy con hiện tại nó lớn dữ rồi đó. Hiện tại cái này mình ngủ không biết. Anh nhìn thấy tại vì anh nhìn ốc ăn đã nó không lớn hơn nhưng mà anh nhìn đây cái con này là đúng con, rồi đó. Là tại vì mình nhìn hàng ngày á. Khi bà con nó không bự sao mà không bự được. Nhìn hàng ngày nào mình cũng nhìn không thấy nó lớn.
nhưng mà thật sự nó lớn. Hôm bữa em chụp ba bèo ăn với ta tốt, đẩy một cái mở quá. Cái này em có chia rồi nè, của nhà mình đâu có nấu gì không, có cắt ra hai miếng như này nè. Mình sắp xuống hết trơn để đóng hai thùng chia đều văng luôn. Thôi mình hạ ra cho nó đeo, nó ăn cái bèo cám nè. Từng nữa là ngoài này bèo cám nó nở dữ lắm đó nha. Đừng cái hốt thảy vài bộ bèo tôi tưởng vô cho nó đeo. Nuôi điên hổm vớt nó ở dưới mò có chút xíu, hai chồng có cái đầu mương thì ra ăn thước dài 10 thước mà 14 kg mấy đó. Ừ, đi qua tới giữa luôn. Tức là con coi luôn đó. Là tức là mò văn nghệ chứ không có mò sạch đó nha. Nhưng mà đợt sau này lọt hết tháng này tháng bước tháng sau là em sẽ bắt một lần nữa, nhưng mà chứ sau là em ủ, tại vì hiện giờ tiết tháng giêng này nó còn lạnh, ủ nó ăn con nào mình bắt không được là nó sẽ chết. Thì ngon quá chết. Ừ, chứ có nó lạnh nè, tại cuối tháng này thì hết mà ủ vớt cho bà con coi luôn. Đó ủ phải rồi, ra chạy xúc một cái mấy ký lô, 4-5 ký lô vậy đó. Tại vì cũng giống gì cũng kêu bà con thôi, nhầm nói anh ủ nó mới gom ha, rồi bởi diện hổm mới không ủ mà mò luôn. Cho coi bây giờ chứ sau này ủ luôn nè, để nhầm số bà con á, ra nhầm khi đã thắc mắc á, làm cho bà con coi luôn. Chó như cái kia mình cũng lâu hả anh? Ở bữa nay đúng gì? Tháng rồi đó. Ồ. Bữa bữa nay hay khó ha, đứng lẹ. À, để cây thấp xuống ha. Hoặc là cây thấp xuống nè. Nè, hơi khó đứng mà con ơi. Để dặn mừng à. Còn thả mấy chỗ nữa. Còn đi thả mấy hồ nữa. Bữa nay đi khu vực này thì đang hồi qua bên mà Vĩnh Long với Cái Lậy. Ngược Cái Lên hả? Dạ. Thì em tưởng là đi Cà Mau cũng như khoảng. Ừ. Nghịch đường, nhưng mà tới ngày thả anh Liệt cũng phải đi thả. Dù ở đâu cũng phải đi thả. Xa chứ. Dạ. Nhiều cũng thả, hứa gọi là phải đi nha. Để nào ấp cho khách nào là tới ngày đó nở thấy mình lãnh phải đi. Sao cái bèo kia nó nhỏ không hồi nãy vậy ta? Nhỏ hơn. Không, không mà tới tựa bèo tới tưởng nhỏ hơn mà nó lùn hơn. Mà nó bè dưới á. Nó bè dưới ấp nó dễ ăn hơn. Bèo nhỏ này nó chơi sẽ chút cỏ hoặc là hốt lên nè. Hốt lên miệng xuống cho nó ăn. Cái này tao khổ. Dừng đứng lên sao mà. Có như làm dùng thuốc nhiều quá. Không phải, tại tao khổ là nó dị đó. Không, nó dị đó anh. Cái khác anh dòm cái clip của mà với ao của anh Liệt đó. Ở đâu con này, này nó quá bự luôn rồi coi. Có một mắc cái ốc cũng có 70. Mở điện đâu có, ra đâu có ai đâu bắt. Không có ốc mà bắt nữa. Giữa đó lớn dữ lắm đó. Gần nhà hoa bến. Ốc hôm nay bảo đảm anh thả anh ốc được này là vô địch luôn. Thì
Cái lùa bèo thì tượng qua bỏ vô luôn. Bè bự không à. Có bè nhỏ. Chết kiếm mớ bèo nhỏ nhỏ bỏ vô anh Gia. À, anh bỏ vô cái thùng nè, rồi đem nóng. Dạ cũng nói chung cũng dạ cũng có nhiều chạy cũng mà nới hơn mà sao không mà mua cho nó đỡ làm gì. Trời, mình tin tưởng ai mình mua đó chứ giá rẻ rẻ chứ biết chất lượng ha, quan trọng ha anh Duy. Đúng rồi. Rồi còn tới chừng còn cái điện nước rút cái đường cùng nữa. Cái lúc đó điện sao ta không bắt máy hả? Lúc mà có lỡ có sự cố vậy á. Ừ. Chỗ nào chắc ăn thì mình làm cái điện tam rẻ thì sao ghẻ rồi quá hả? Rồi giờ em thì em nói chung ra nào giờ em có bớt ha. Nhưng mà em bảo hành cho anh cá này còn quá trơ nữa nè. Tại vì nếu mà lỡ bắt cứ có gì một tuần mà có gì là em sẽ đổ hoàn toàn lại hết. Là hơn tức là em sẽ cho bà con vững tâm cái đó rồi. Thì giờ mình mua đồ gì cũng có hành cho ta chứ. Chạy có nhanh quá. Đến tầng nhà đây rồi. Là hồi mình được rồi mình thả ra đẳng. Ừ. Mình chạy đi ra đẳng tàu cho nó còn nó đẳng không phải ra. Sao ở trong cái lỗ đó thì nó ít mà nó ra ngoài. Đi anh, nó đi. Nó ra nó đi ra ngoài. Thì nó ra rồi tại lúc bây giờ cái giáp tháng rồi mà. Ừ, giáp tháng rồi đi dữ lắm rồi. Phủ hết rồi, lọc nước bất cứ cái gì nó cũng lọc hết, rồi nắng mưa gì nó cũng không có sợ. Còn nhiều quá trời ốc, ánh bóng dữ lắm nha bà con, ốc cái gì nè. Còn nhóc trơn nè, vậy là hổm 10.000 đó là dữ lắm như vậy. Tức là anh thả ra rồi mình nè nó đeo qua ăn ba cái lá này nè. Nè. Ăn còn dư mồi nó ăn nữa. Ra chặn ngoài đó. Ừ. Mà ra ngoài đó là con bự á, mấy con bự nó đi nó mạnh nó đi dữ lắm. Con nhỏ đi nó xa lắm. Con nhỏ nó lại nó đi nó đó. Đeo ngoài đó. Ừ, quá trời luôn rồi. Tức là 10.000 mà nó còn gì là dữ lắm đó chứ không phải chơi đâu. Cao thì rộng mà. Đó là đen đó, nhất ngoài đó là đen hết trơn luôn đó. Mình thấy số hơn là
liền nè, bà con thấy ốc này nó rất đẹp nè, nó liền chứ nó đâu ấy mà nó bóng nè, bà con thấy nó bóng nè. Ừ. Có gì đâu, anh chỉ làm y theo kỹ thuật của Lệ Chí nè. Thì dặn sao, thường thường dặn sao là bà con cứ làm y vậy đi là sẽ thành công thôi nè. Anh Diên cũng đi làm công ty nữa chứ anh đâu có, ở nhà anh đâu có mà phải canh ốc gì đâu. Nhận xuống được, dạch nó chìm, dạch cái nó chìm, đó, nổi vòng vòng anh ha, cái này mình dạch cái nó chìm, ồ mấy con này nó đi xa nó bự nè, chung ra thấy đó, xuống nhấc chân kìa. Thấy đạt anh Diên mới đổ thêm chứ không thành công dễ gì mà anh đổ. Không đổ chết rồi. Coi nè, bà con coi nè. Đúng tháng nè bà con. Vậy là anh Diên lội ra ngoài là ở ngoài dữ lắm không? Lội bữa hổm. Vậy hả? Hổm. Lội coi thử. Là nhận xuống là đen hết trơn luôn. Đen luôn á. Ở ngoài đó. Vậy là anh đi dữ lắm xa. Nè mà nè, đó bà con coi nó bóng mà muốn thấy hình này nè. Đó bà thấy không, có đâu có mòn đít gì đó. Tức là bèo nó kín vậy nè bà con, đừng với số bà con gì. Bèo thấy kín quá trời đừng có nên vớt, miếng nào mà thọc xuống vớt mà một phần nó liền lên chấm lỗ đó là ốc nó sẽ bắt đầu là lay quay, nó sẽ có sự cố liền. Ngồi vậy không tin làm thử liền. Nó sẽ còn ốc bự mà vớt lên là mò cho nguyên cái trục nó đi. Vài bữa là chết nằm lừ dưới đó. Mà còn để đại gì không sao, để đại mình dành bắt bình thường không sao chứ. Đó như cô Liệt bắt bữa hổm đó mà có khúc bờ gan thước gì dài cái đầu bờ 5 thước mà hai cái đầu bờ 10 thước, bữa nay giờ dạch lại chỗ đó không, ốc cũng đen xị nhưng nó nùi nùi đó, đâu có chết chóc gì đó, nhưng mà phải để còn bèo nha. Thì còn kỹ thuật của Liệt vậy đó, còn anh em nào làm sao bà con làm sao nào thì Liệt không biết, chứ Liệt cũng kỹ thuật năm nay cũng 5 năm rồi thì cũng hiểu biết chút đỉnh rồi. Thì bà con nói tới con ốc là Liệt biết á, chứ bèo nó chỉ gì làm bèo này cũng có gì đâu, bà con nên nhớ hơi hơi là bất cứ gì để điện đi vậy được cho chỉ cho chứ đâu có giấu đâu. Anh Di làm bèo đạt lắm bà con, kính nào luôn nó hồi đó rồi cũng lần đầu cũng kính mà tới giờ luôn nha bà con, tới giờ cũng có gì đâu, bèo chỉ nó vàng thôi chứ đâu có gì đâu. Còn chỗ này bà con biết sao vàng không, tại anh Di che lá dừa đó, cái dèo chỗ này nè, còn cái bắt đầu nó mất oxy á thì nó sẽ vàng vậy thôi chứ đâu nó không có ngoài ra. Clip này mình đổ cho anh Di rồi quận 2 nha bà con. Xin chào bà con ha. Chào con Di ơi. Cái số thường thường bà con cũng có hỏi cái số điện thoại của Liệt đó thì 033 675 6185 nha bà con. Xin chào bà con.